Chương trình này được bảo trợ bởi Capramatta Bowling Club. Bích Ngọc xin trân trọng kính chào quý khán giả của Việt Face TV. Và hôm nay Bích Ngọc rất vui khi cùng quý khán giả trở lại với chương trình Bếp Ấm Nhà Vui. Và kính thưa quý vị, chương trình Bếp Ấm Nhà Vui của Việt Face TV với sự tài trợ chính của Bowling Club Capramatta. Và hôm nay thì đầu bếp Alan Wu sẽ gửi đến cho quý vị món ăn nào? À, vâng thưa chú, hôm nay là món ăn gì để giới thiệu với quý khán giả? Chúng mình lại hợp tác một lần nữa. Thì kính thưa quý vị là hôm nay chúng tôi chỉ một cái cách ướp thịt mà rút gọn 30 năm kinh nghiệm làm sao ướp cho nó rất ngon bằng xả với lại nước mắm. Không, thì mỗi lần thì cho nhiều khi cái quý vị housewife ở nhà thì thường thường họ cũng tự, tức là mình làm sao cho nó ướp cho ở nhà thì ướp nó khác. Không, còn bây giờ làm sao rút cho nó ngon á, là mỗi người mỗi có ý kiến. Bây giờ rút gọn lại hết nhiều đầu bếp mình gom lại ý kiến, bây giờ làm ra một cái kiểu úp thịt mà úp sườn với là thịt nướng á, làm cho nó rất ngon. Thì hôm nay chút xíu ghi lại ha. Thì trước hết chúng tôi có sử dụng 2 kg sườn. Nếu mà mua cái loại á, nó có chút béo béo á, thì nó sẽ ngon nhất. Ok, cái là 2 kg chút xíu mọi người đều được thưởng thức. Thì còn cái thứ hai nữa là cái này là thịt nướng này mình có thể nướng như là để ăn bún, hoặc là mình lụi để làm pate á, làm lấy cái lụi á, chút xíu mình làm mọi cách. Thì cái vật liệu á, thì đương nhiên chúng tôi có sử dụng xả bầm. Khi nào mình muốn làm biến chút hay là không muốn làm công việc một chút thì mua cái lọc lành của Việt Nam. Nếu mà muốn mình ở nhà, nếu mà ở không thì mình mua mấy cái xả tươi về mình bầm thì nó càng hay hơn. Ok, thì kế tiếp là tỏi tươi mình cũng xay bằng nhuyễn như vậy không đó. Rồi là hai cái này là chính là chủ yếu nhất. Còn nước mắm thì hiện thời trên thị trường á, là mình có hai loại nước mắm là ngon nhất. Cái thứ nhất là con mực, cái thứ hai là cá cơm ha, là ngon nhất, là nó không có mùi hôi nữa. Rồi còn tiếp theo đó là đương nhiên có cái tiêu luôn luôn. Alan muốn ở nhà hoặc là đi nhà hàng thì mình nên xài cái loại tiêu mà thóc quanh. Không, đừng có xài cái hơi dở mà nó ra cái món nó không ra mùi ngon. Rồi thì cũng như là cái chút bột ngọt hoặc là chút với lại đường, cái đó là tất cả những cái món vật liệu. Rồi xong rồi mình cho chút nước màu, cho chút dầu vô mình trộn. Rồi, chút xíu mình sẽ cho tôi sẽ chỉ cách làm sao. Nhưng mà hôm nay á, cái cần thiết nhất là tôi bắt đầu là tôi thực hiện dùng cái tờ giấy baking paper. Không, bây giờ mua ngoài supermarket kế bên cái ngay cái chỗ cái kệ nó, cái sau nó có bán mấy cái cream wheat và wrap á, mấy cái ni lông mình ta bọc đồ ăn á, thì nó kế bên nó cũng có, trong đó nó cũng có thứ này. Nhưng mà cái này cuốn là cuốn lớn cho nhà xài, còn cuốn nhỏ thì ở nhà mua chừng mấy đồng cuốn thôi. Rồi mình xé một tờ mình lót bỏ trong cái chảo. Bây giờ chúng tôi xé một tờ này đó. Nhưng mà là cái tờ giấy này á, đừng có cho nó đụng với lửa, lửa lên nó cháy liền, làm sao nó ngăn lại hết. Tức là có lửa thì cái tờ giấy nào cũng xài được. Nếu mà mình ngăn một cái thiết bản hoặc là ngăn theo một cái chảo á, thì cái chảo này á, nếu mà ở nhà có mới thì xài mới. Cái chảo cũ mà bị chày, bị tùm lum gì cũng không sao hết, lót tờ giấy lên là cũng như là một cái chảo ngon. Ok, thì chúng ta sửa sơ cái này ha. Rồi. Làm sao cho nó đừng có bị cháy này được rồi đó. Ở phía trong không bao giờ cháy, nó chỉ khét cái màu đen đen thôi nhưng mà không bị cháy. Đó, là chút xíu mình chiên này. Rồi. Vậy là khi mình dùng cái giấy thì mình không cần dầu hả chú? Mình có thể không xài một giọt dầu chiên một con cá, hoặc là mình chiên thịt, hoặc là chiên steak. Mình một lần một mình nướng mấy chục cái miếng steak mà ngon mà không cần một giọt dầu. Nhưng mà quý vị nếu muốn sử dụng chút xíu dầu không sao, cho nó láng chút thôi, mấy giọt thôi. Tức là đây là một cái cách thức nấu ăn mà chiên á, kiểu chiên á, thì nó sẽ tốt cho sức khỏe mình, không cần xài dầu nhiều. Đó,
Ngoài ra nó còn có cái hay là chiên xong cái tờ giấy bỏ đi khỏi rửa chậu, cái đó là hay nhất, đúng không? Cái đó hay nhất. Rồi bây giờ mình bắt đầu ốp thịt. Will you pass me the one? Okay, thank you. Vậy là hôm nay thì đầu bếp Alan Wu sẽ gửi cho chúng ta cái cách ướp thịt với xả nước mắm. Và có hai loại thịt, đó là thịt sườn và thịt này là gọi là thịt nạc dăm, phải không chú? Rồi, thịt, đúng rồi, dạ, đó là thịt nạc dăm và thịt cốt lết, thưa quý vị. Thì ốp lết là ốp lết thì bây giờ ở đây là cân là được 2 kg, cái này chưa cân, để được cân chút xíu để cho biết bao nhiêu. Và đầu bếp Alan Wu cũng giới thiệu cho chúng ta cái cách mà chọn thịt sườn nướng để mà nó ngon hơn là chúng ta cần có một chút mỡ, phải không chú? À, một chút mỡ thì có, nó ngon. Có một chút mỡ thì thịt nó sẽ mềm hơn. Đó, bây giờ chúng ta bắt đầu cân hết mức thịt trước đi ha. Đây là 1 kg, hơn chút xíu là coi như 1 kg đi ha. Rồi, chúng ta bỏ. Thì bây giờ chúng tôi làm cái thịt này, nếu cái sườn á thường thường mua về á, nếu mà có béo béo á, thì mình là nó sẽ ngon hơn là cái thịt nạc không ha. Còn nếu mà thịt nạc không mua về cũng được, nhưng mà nhiều khi quý vị á có nghe người ta nói có bột soda về bột đu đủ về đủ thứ á, nếu mà mình muốn cho nó ăn ngon hơn mình có thể úp sơ sơ về cho chút bột soda cũng được. Nhưng mà để một điều là bột soda thì mình không nên xài nhiều. Như vậy là 1 kg thịt á, mình chỉ cần xài từng 1 muỗng cà phê nhỏ nhỏ để mà pha nước, không có bỏ vô trộn, không bỏ vô trộn. Mà nhớ là nhiều người hoặc là nhiều người mà đầu bếp họ bỏ vô trộn là cho nó lanh lẹ, nhưng mà cái đó không hay cho sức khỏe. Nhưng mà mình đỏ xài chút chút, mình pha nước, pha cho nó đều, xong rồi mà bỏ vô ngâm chừng 20 phút. Ngâm xong rồi mình đem xả nước lại, như vậy nó thịt nó mềm mà nó không dính bột gì. Mặc dầu chính phủ nói rằng là nó chừng một người, tức là một cái phần lượng nào nhỏ nhỏ thì nó không có ảnh hưởng, không có hại cho sức khỏe, nhưng mà điều mình làm sao mình cho nó xả, mình cho nó xả xả bớt cái thì nó hay hơn. Ok, thì cái này á thì theo ở đây á thì là vì nó có mỡ chút xíu á, rồi mình không cần. Ok, rồi bây giờ nhưng mà làm sao á, nhiều người á ở nhà nó làm cái sườn á, có xài búa này đập phải không, có xài búa đập không, đó đập cho nó sao nó ngon hơn. Rồi ngoài ra thì có thấy rằng là sao bỏ vô chảo chiên sau nó cong lên, có khi nào dao đó thành ra đó, mua sườn về đó trước khi mình đem úp á là chặt chút xíu, chặt nó chút xíu thì cái miếng thịt nó sẽ khi nào chiên làm sao nó không cong lên. Là cái gân á khi nào gặp lửa thì nó rút cái nào nó cong lên, phải không? Rồi cái này là một cái điểm, ok, một cái point. Còn mình dùng búa để làm gì trước? Là đập cho làm sao cho nó mềm. Dạ. Ok. Rồi bây giờ mình tất cả cái này cho chú thêm cái găng tay, đúng không? Tạm bắt đầu. Ok. Dạ, anh cho chúng ta. Ok, thank you. Rồi. Để con cắt cho. Không phải. Đó. Bây giờ mình cắt xong đó là chặt sơ sơ cho nó đều. Là cái thịt này sau khi mình mua ở chợ về thì mình rửa cho sạch rồi mình để cho nó ráo chứ? Dạ, không cần để ráo, rửa cho sạch. Dạ. Cho nó đừng có ướt quá là được rồi. Dạ. Cho nó xả nước đi. Đó, thì còn muốn úp cho nó ngon hơn nữa thì mình bỏ chút soda, hoặc là có ở thị trường có cái thước kêu bằng bột đu đủ á. Còn đu đủ thì cũng xài cái đó cũng được. Nhưng mà làm sao đừng có trộn vô hết, mình ngâm. Quý vị ơi, miếng thịt sườn quý vị chỉ cần cắt ra cho nó rách một chút xíu thôi. Thì để mà khi mà chúng ta chiên á, thì miếng thịt nó sẽ không có bị cong lại, nó sẽ là chín đều. Ngay chỗ gần mình cắt chút thôi. Đó. Đó. Và bây giờ là chúng ta tới giai đoạn ướp phải không chứ? Chưa, có này. Dạ. Đập sơ sơ nó hai bên, này mau lắm. Khi chúng ta dùng búa để mà đập miếng thịt cho đều á, thì miếng thịt nó sẽ mềm hơn nữa quý vị. Dạ đúng rồi.
Số lượng thịt hôm nay thì đầu bếp Alan Wu sẽ dùng là 2 kg thịt sườn cút lết. Dạ. Và quý vị nhớ một điểm đặc biệt khi chúng ta chọn thịt sườn cút lết là chúng ta nên chọn thịt có một cái chút mỡ thì thịt nó sẽ mềm hơn, thịt nó sẽ béo hơn. Đúng rồi. Cái nhưng mà sườn ở đây á, bây giờ là ở Kapamata thì nó cái giá tiền có thể là mắc hơn chút xíu. Ở đây người ta bán 8-9 đồng, phải không? Thịt rẻ nhất là oven đó là rẻ nhất. Và đầu bếp Alan Wu không những là chỉ chúng ta cái cách nấu ngon mà chỉ luôn cho quý vị cái địa điểm nào mà mua thịt nó rẻ nữa. Mà không có gì rẻ hơn ngon hơn nếu như quý vị trực tiếp đến với nhà hàng Sông Sài Gòn. Đó, đương nhiên. Rồi, kế tiếp cho chú xoay luôn. Rồi, mình tiếp tục cắt luôn cái này. Bây giờ là đến phần thịt nạc dăm. Rồi, bỏ ra bàn bên trước đi. Rồi. Chú ơi, chú có cái cách nào mà mình chọn thịt nạc dăm mà nó ngon luôn không chú? À, thịt nạc dăm là luôn luôn thì nó không cần chọn là gì nó. Cái này là kêu bằng phóng nét. Phóng nét là thì nó luôn luôn nó có chút mỡ trong đó. Thành ra cái này không cần úp soda, không cần úp bột đu đủ. Còn không sao, cái này không cần úp. Cái này là gì nó đã rất ngon, nó béo, chút béo nằm trong đó đó. Ok, thì bây giờ chúng ta cắt luôn cái phần này luôn. Đối với thịt sườn, thịt cút lết đó quý vị, đầu bếp Alan Wu cũng chỉ cho chúng ta cách ướp với soda. Nếu như mà quý vị mua cái thịt mà nó ít mỡ thì chúng ta được phép ướp với soda. Nhưng mà quý vị nên nhớ là 1 kg thịt cút lết thì chúng ta chỉ cần 1 muỗng nhỏ cà phê soda thôi. Dạ, đúng và rồi. Cái cà phê, 1 muỗng nhỏ cà phê soda quý vị nên pha loãng ra. Chúng ta đừng có trộn vào trực tiếp. Xong rồi khi úp thịt trước khi cho gia vị á, là úp xong cái đó mình xả, mình rinse, tức là mình xả nước lại, xả nước xả cho nó xong hết rồi mình làm sao cho nó ráo ráo chút xíu bắt đầu mới úp vô ha. Như vậy thì nó không có hại cho sức khỏe. Ok, mà phần nhiều á, phần nhiều ha. Thịt bò thịt gì cũng vậy, muốn úp sơ sơ được nhưng mà đều phải xả nước lại. Ok, nhưng mà dùng tờ giấy để mà chiên thịt xiên chiên ấy á, khi nào muốn xài cái loại dầu á, bây giờ ở supermarket có cái loại mà canola oil mà nó bằng cái chai xịt á, muốn cho nó lắng chút xíu mình xịt chút xíu vô là khỏi có xài dầu, mình xịt trực tiếp xịt vô tờ giấy luôn nếu muốn. Hoặc là khi mình gần xong á, mình xịt sơ mới lăn lại. Đó, đây là một cách thức tối tân nhất. Là hồi xưa đó, là cái cách thức là để nấu ăn mà bằng tờ giấy này á, thì hồi xưa người ta chỉ dùng cho nướng bánh thôi. Thì hiện tại là cái này tôi khám phá ra. Ủa, tại sao xài cái này? Đó, thì nhiều khi này ở nhà mình nhất là mấy cái mình chiên mấy cái xôi mấy cái gì á, chiên nó không bao giờ nó dính hết á. Rồi bây giờ xong hết, cái này là 1 kg, cái này là 2 kg. Rồi bỏ cái thớt đi, không xài thớt nữa. Rồi để ý nè. Ok, nước mắm nào, 2 thứ mình cũng vậy nhưng mà mình chia 2 thứ thịt để úp chơi thôi. Thì mỗi 1 kg thịt là 50 gram nước mắm. Mình sử dụng cân luôn đi á, mình không cần meal, không sử dụng meal chia lại không. 50 gram nước mắm và 50 gram đường đó, mỗi thứ 50 gram. Rồi, bây giờ chúng ta thấy không, 50 gram cho mỗi cái thịt hả trước? Dạ. Là bây giờ mình sử luôn. Và với cái lượng thịt là 2 kg thì chúng ta sẽ có là 100 gram nước mắm. Và trên thị trường hiện nay, 2 loại nước mắm mà chúng ta có thể nói là cái vị ngon đó là nước mắm mực và nước mắm cá cơm hả chú? Là cá cơm, 2 thứ là ngon nhất. Yeah.
Như vậy là hai cái thịt sườn này đó thì mình cho 100g nước mắm. Mình đã cho nước mắm rồi, mình không cần xài muối nữa. Nên nhớ ha, đừng có bỏ muối thêm, bỏ muối ta mặn lắm á. Rồi, đây là nước mắm. Ok, đây là 100g. Còn bên này 1 kg đây, tính vô là mình cần xài là 50g. 50g, ok. 50g. Rồi. Đây là 50g. Nước mắm. Ồ, kế tiếp là tỏi. Mỗi 1 kg là mình cần nửa muỗng. Bây giờ 2 kg là một muỗng lớn. Từng này rồi mình cho 2 muỗng cho nó nhỏ nhỏ đi ha. 2 muỗng đi, từng này 2 muỗng ha. Tức là 2 kg là 2 muỗng, 1 kg là 1 muỗng ha. Đó, 2 muỗng. Còn bên này 1 ký không? 1 ký là 1 muỗng không? Đó. Rồi. Và tỏi này là tỏi tươi chúng ta xay ra quý vị. Tỏi tươi luôn luôn nó ngon hơn tỏi khô. Và kế đến là sả. Sả. Sả thì nó hơi nhiều chút xíu, mình xài mỗi 1 kg là mình ít nhất cũng phải xài, muốn ngon á là xài 3 muỗng. Tức là 2 kg mình xài 6 muỗng. Bên này 3 muỗng không? Dạ. Đó. Rồi xong bữa này mình bắt đầu cho gia vị. Gia vị đó cái thứ nhất là đường. Đường á thì mỗi 1 kg á, mình cái này nhiều thành ra mình tính theo cân ha. Tính theo cân là mình cho nó cũng 50g 1 kg. Tức là cái này là 100g. Dạ. Ok. Vậy là liều lượng đường và nước mắm bằng nhau phải không chứ? À đúng, đúng, bằng nhau hết, bằng nhau hết. Đây là bên này. Bên này là 50 á. Rồi. Đó, phần lượng nhiều thành ra dùng cân cho nó chắc. Rồi, kế tiếp là chút chút bột nêm. Bột nêm không cần nhiều lắm. 2 kg mình xài chừng nửa muỗng thôi. Nửa muỗng thôi ha. 2 kg xài chừng nửa muỗng thôi. Dạ. 1 kg thì 1/4 muỗng thôi. Cái này không cần xài nhiều. Nhớ rằng nước mắm đã có một thành phần bột ngọt. Bằng làm từ nguyên liệu không? Nhiều cái chất sốt nó đều có cái, nhưng mà nó làm từ nguyên chất, những cái tài liệu nguyên chất, thành ra nó không để là có bột ngọt. Ok. Tiếp theo đây, rồi có đường rồi, có bột nêm rồi, có sả, có tỏi. Bây giờ tiêu. Tiêu thì liều lượng bao nhiêu chú? Liều lượng á, liều lượng là 1 kg là nửa muỗng cà phê. Đây là mình cho nó là 1 muỗng cà phê ha, 2 kg. Dạ. Nhớ là luôn luôn phải nhắc là tươi phải loại tốt nhất. Ok, cái này là rồi. Mùi vị của tiêu nó cũng có ảnh hưởng rất là đặc biệt đến món ăn của mình. Nên khi quý vị chọn tiêu nên chọn cái loại tiêu mà hảo hạng nhất phải không chú? Thì rồi. Tới sao? Cái này nước đen là gì chú? Cái này là nước màu. Nước màu. Mình cho chút chút thôi, đừng có cho nhiều, cho nó nướng lên nó màu, nó vàng vàng, nó đẹp không, nó thơm. Tức là một bây giờ 2 kg đây á là mình cho chừng 2 muỗng, tức là cái màu đen, cái xì dầu đen á, là mà nước màu á, thì 1 kg đây là cho 1 muỗng. Ok. Ok, nước màu chút chút rồi. Sao còn hết là bỏ gì nè, sao còn hết bỏ gì nhớ không? Hầu dầu hả? Hầu dầu không? Không phải hầu dầu, không cần dầu, hầu dầu. Dầu. Dầu, đúng rồi đó, dầu. Rồi, lấy cái muỗng nữa. Mình bỏ dầu để làm gì chứ? Bỏ dầu để nó, để cái lúc nướng đó, đó dạ. Để cho nó láng láng. Với dạ. Lại để trộn vô để nó lúc chiên á. Thì bây giờ 1 kg là mình bỏ 4 muỗng.
2kg là 8 muỗng. Rồi bây giờ mình lúc chiên mình không cần dầu. Bên này là 4 muỗng không? Dạ. Rồi vậy là bỏ xong xong rồi sao làm cái gì? Giờ làm cái gì? Mình trộn lên cho trộn lên đó. Bây giờ băng tay trộn lên đó, mình trộn bên này xíu, trộn bên này. Ok, vậy là sao, gia vị ớt thịt của chúng ta gồm có là đường, có nước mắm, có tiêu, có một chút xíu bột ngọt, có thêm nước màu, sả, đặc biệt là sả sẽ làm cho mùi vị nó thơm hơn thưa quý vị. Đó. Xả bỏ nhiều hơn chút xíu còn không sao ha. Và cuối cùng là chúng ta không quên bỏ thêm một ít dầu để cho cái thịt, khi mà chúng ta nướng thì cái thịt nó sẽ bóng, nó sẽ mềm và nó đẹp hơn. Nếu ở nhà làm á thì mình úp xong á mình có thể nhiều khi mình mua về 2-3 kg gì á, úp xong ăn không hết, mình chia mấy phần mình vớt lại, hoặc là lấy cái bình đi lông mình bột lại, xong là mình bỏ tủ lạnh chừng 1-2 tháng cũng sao hết, nhưng mà thường 1-2 tuần ăn hết rồi. Không thì là nhiều khi 1 kg úp nó mỗi lần úp thì cũng ấy, ở nhà mình úp sẵn khi nào cần đem ra xả đá một chút mình chiên liền. Rồi hôm nay á thì thường cái thịt này á mình úp xong á mình đang để khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ hôm nay á mình được mau chút cũng được không sao, nhưng mà nó không thấm bằng cái ở nhà mình làm. Không, ok, cái này xong chưa? Dạ. Yeah. Xong rồi, xong bây giờ mình thôi đó, tiếp theo làm gì đó, nướng rồi đó. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện bằng cái chảo này, làm sao dùng tờ giấy này để mà nướng thịt, nướng sườn. Chị mới bỏ gia vị vào đầy đủ thôi thì miếng thịt nó rất là thơm và nó có màu rất là đẹp quý vị. Huống chi bây giờ chúng ta chỉ còn chuyển vào cái khâu nướng và cái khâu chiên nữa thôi. Ừ. Rồi bây giờ chảo này nóng rồi, bắt đầu mình cho thịt nướng ở đây. Rồi quý vị có thể chút xíu nữa sẽ thấy cái tờ giấy này nó tốt tới đâu ha. Nó vừa tốt cái sức khỏe, vừa mà khỏi mình khỏi đi rửa chảo. Nhằm mục đích hướng dẫn quý khán giả học nấu các món ăn một cách cụ thể hơn, Vietfay TV sẽ mở lớp dạy nấu ăn hàng tuần tại Capramatta Bowling Club, góc đường Capramatta Road và Fairview Road, vùng Capramatta 2166. Lớp học sẽ được tổ chức vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa, bắt đầu từ thứ hai ngày 16 tháng 6 năm 2014 do đầu bếp Alan Wu hướng dẫn. Mỗi tuần chúng tôi sẽ hướng dẫn quý học viên nấu một món ăn khác nhau và lớp học này hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, lớp dạy nấu ăn này sẽ được trực tiếp thu hình và phát sóng trên đài truyền hình Vietfay TV trong chương trình Bếp Ấm Nhà Vui hàng tuần. Vì số chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng liên lạc Vietfay TV qua số 97230188 để giữ chỗ cho khóa học này. Chương trình này được bảo trợ bởi Capramatta Bowling Club. Ok, tiếp theo cái chương trình là mới đây thì mình là chiên nướng cái thịt. Bây giờ là sườn, đã phim cái sườn không? Bây giờ bật lò lên trước nha. Rồi cho nó nóng chút xíu. Cái nếu mà mình nó muốn cho nó có chút xíu dầu láng bóng bóng á thì mình mà cho chút xíu dầu, nếu không muốn á thì cứ chiên vậy là cũng được rồi, thấy không? Thì hồi nãy thấy cái màu nó đẹp không?
đẹp phải không? Ở nhà nó không có khối nhiều, không có bị cháy rồi không ơi, rồi mà không cần rửa chảo nữa, không xé bỏ tờ giấy xong rồi cái. Bởi vậy đó, bây giờ mai mốt trong nhà thì nếu có mấy cái chảo mà cũ mà muốn bỏ đi, bây giờ đừng có bỏ đi, không cũng xài được như thường hết. Thì rồi được bắt đầu lên. Và một điều chú ý là khi mà quý vị mà dùng cái giấy này để mà chiên thì chúng ta nên cắt cái giấy này vừa với cái size của cái chảo. Tại vì khi mà cái giấy này nó đụng với lửa thì nó sẽ dễ cháy hơn. Và hôm nay thì chú hướng dẫn chúng ta dùng cái giấy này khi mà quý vị, cái màu của cái thịt nó vẫn vàng nhưng mà nó không có khác đến cái thịt. Đồng thời cái chấp sốt của nó sẽ thấm vô cái thịt, chứ không bị cháy, cháy sau rồi mình nó không ăn được, ghê không? Đó, đó. Thành ra cái này có cái hay, có nhiều cái hay là ở chỗ này. Đó. Bây giờ bắt đầu mình là lại chiên cái nhưng mà phải nhớ cái này là nhiều con cá hoặc là thịt, đừng có quá ướt. Quá ướt á thì giấy nó phải khô nó mới thơm. Hiểu chưa? Ok. À, bây giờ mình chiên hai miếng trước đi ha. Dạ. Và có một cái hay hơn khi chúng ta nướng á, là khi chúng ta nướng bỏ vào cái lò nướng á thì cái nước thịt nó sẽ bị chảy đi, nó bị rớt xuống, nó bị mất đi cái nước thịt. Còn khi chúng ta chiên bằng cái loại giấy này á thì cái nước thịt nó chảy ra và nó tự thấm ngược trở lại cái miếng thịt. Cái này quý vị muốn mau hơn á thì kiếm cái nắp đậy sơ sơ lại cho nó lửa. Vì ở nhà nó có lò nó không được, cái lửa không được lớn á. Thành ra mình lấy cái đậy sơ sơ, đậy tới khi nào nó khô với nước á là mình dỡ ra mình chiên lại. Nha. Rồi ở nhà mà bây giờ mùa muốn chiên bíp tết rất dễ, đâu có gì khó đâu phải không? Bỏ tờ giấy vô. Nó cũng màu nó vẫn đẹp như vậy mà nó không bị mất cái nước, không bị mất cái chấp sốt đi. Rồi. Quý vị có thấy khi nào có đầu bếp nào dạy cách này nấu ăn không? Đầu bếp Alan Wu là truyền đạt hết cho quý vị luôn, nên là quý vị nhớ theo dõi, đừng bỏ một cái chương trình nào hết, vì chúng ta sẽ biết được nhiều thứ hơn, sẽ học hỏi được nhiều việc hơn. Mai sau nếu mà có bạn bè nó muốn theo dõi mấy cái chương trình mà cái kiểu bằng nấu ăn mà đặt xuống mới á, thì cứ hướng dẫn họ qua đây, dắt qua đây rồi mình sẽ ok. Đó, thấy chưa? Quý vị thấy màu chưa? Thấy màu không? Đó. Đó. Khi nãy trước khi cái chương trình bắt đầu, tại vì Bích Ngọc đã làm việc với chú Alan Wu chương trình lần trước, nên Bích Ngọc có hỏi chú là chú ơi, sao mà cháu thấy là chú dạy nấu ăn thì chú chỉ dạy những cái gia vị nào thôi, sao mà chú dạy nhiều cách quá vậy, sao vậy, thì người ta học hết rồi, người ta đâu có đến chú. Chú nói là không đâu, tại vì chú nấu muốn là mọi người phải có thực sự là biết cách nấu, và nấu khi đã nấu rồi á phải có được cái món ăn ngon. Như vậy thì mới đúng là người xem chương trình của chú và những học viên của chú. Cái nếu mà cooking show đó là phải dạy cái cách nào để người ta, để cho người ta biết nấu rồi biết ăn ha, biết nấu và biết ăn và ăn ngon, phải không? Nhiều mà dạy xong rồi về nhà theo cái cách nấu không được, và biết được chỗ mua thịt rẻ nó, phải không chứ? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Có nhiều cái hay lắm, cái hay lắm. Dạ. Rồi. Và cũng như Bích Ngọc đã nói với quý vị rồi, không chỗ nào ngon hơn, rẻ hơn bằng cách là đến với nhà hàng Sông Sài Gòn. Cái Bích Ngọc đưa cho chú cái dầu nguyên cái nguyên cái thôi, lấy cho cái muỗng đó. Đó nè, tới đây là mình thấy nó chưa được láng, chưa được nghĩa là mình cho chút dầu vô cho nó láng vô bông. Bây giờ thấy nó bắt đầu sắp cứ khét á là mình vớt lửa lại. Bây giờ cho chút cho nó bóng thôi. Đó, thế là xong. Này cho một khoảng chừng một phút mấy nữa là xong. Cái thịt sườn thì chúng ta thời gian mà chúng ta chiên nó sẽ lâu hơn cái thịt ba rọi, tại vì cái miếng sườn chúng ta dày hơn. Yeah.
mà bây giờ thì nó bông rồi chứ. Nó tới chừng ở bề mặt nó thấy nó hơi thơm khét chút xíu, mà sợ giữa lại sườn á, tại nó dày, thành ra mình tới sau cùng á mình vớt lửa lại chứ đừng có để nó khét cho mặt anh. Ok. Tức là mình canh theo lửa, chứ lửa còn lớn quá nữa nó là ở phía trong nó chưa được chín, mà ở bề ngoài là nó bị khét. Ok. Ngọc thì lấy cho cái dao chặt còn lại chú đâu ạ? Dạ có. Chú chặt là. Rồi, quý vị muốn coi nó chín hay không á, mày cắt sơ sơ rồi nó biết mà. Sao chín được không? Đó. Đó, quên mới thật chín rồi. Ok, tắt lửa. Kính thưa quý vị khán thính giả, chỉ qua gần 40 phút thôi thì đầu bếp Alan Wu đã chỉ cho chúng ta cách ướp sườn và cách làm như thế nào để cho miếng sườn cũng như cái miếng thịt nướng nó ngon hơn. Và cảm ơn chú đã gửi đến cho chương trình Bếp Ấm Nhà Vui một món ăn mới, một món ăn ngon. Thì hôm nay là quý vị đã biết sử dụng cái tờ giấy để mà baking paper để mà dùng để chiên thịt hoặc là chiên cá không? Nhưng mà coi chừng chiên trứng là có chỉ là cho hơi ướt đi không? Thì hy vọng tất cả những học viên hôm nay có mặt tại đây, cái cách phương pháp để mà nấu ăn bằng cách này mà không có dấu, không có được dấu mà phải truyền ra để cho mọi người đều tốt cho sức khỏe. Ok, bởi vậy hôm nay là cái Bếp Ấm Nhà Vui tối hôm nay đã, cái chương trình đã chấm dứt, nhưng mà luôn luôn phải nhớ rằng bếp ấm thì nhà vui, nhà sẽ vui. Ok, cảm ơn quý vị. Và một lần nữa thì Bích Ngọc gửi lời cảm ơn chân thành của quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Bếp Ấm Nhà Vui, và cảm ơn sự tài trợ của Bowling Club Capra Mata. Hy vọng rằng sẽ gặp quý vị trong chương trình lần tới với những món mới. Xin kính chào tạm biệt. Xin chào quý vị. Ok.